Ê, chào quý cô chú anh chị trở lại cái kênh của em. Thì đây là những con máy mà thật sự là rất là tâm đắc luôn. Hàng về rất là tâm đắc. Này là những dòng tay ngắn ha. Tay ngắn mình có thể cắt gọn nhẹ, leo trèo rất là ngon. Mà dòng này là dòng Huana của Thụy Điển. Hàng này chuẩn Thụy Điển nha. Đời này nó đời cũng sản xuất ở tại Thụy Điển luôn nha. Lắp ráp tại Thụy Điển. Máy này hầu như là đều là chưa dùng nha mọi người. Hàng này là do công ty nó hủy, nó thanh lý ra, là còn gọi là mới nguyên nó chưa dùng. Thì tất nhiên là khi mà nó đi về theo cái diện mà bỏ công á, bỏ trong công hàng bãi á mọi người, thì nó sẽ vứt linh tinh đó. Thì những cái vết xước, li ti đồ này kia thì nó sẽ có nha mọi người, chứ không phải là nó để trong cái thùng giấy. Khi nào mà nó để trong thùng giấy luôn á thì nó không có vết xước. Còn tại vì nó để mấy tầng như thế này nó chắc công á, thì chuyện đó là chuyện bình thường đó. Nhưng mà tính chất của máy là máy chưa dùng nha, chưa đổ xăng nhớt rồi chưa có lắp lâm xích dùng đó. Bởi vì những cái khi mà nó sản xuất ra có những cái miếng giấy này này, kẹp lam thì khác nha, những miếng giấy này này là để lúc lúc ban đầu của nó là sản xuất ra nó có miếng giấy này chưa lắp lam xích đó. Cái con 2022 này, sản xuất 2022 này thì anh khách anh đặt rồi nha. Con này hôm bữa em đăng, bữa hôm qua em đăng, hôm qua hôm kia gì em đăng rồi, anh khách đã mua rồi đó. Thì vẫn còn hai con 40 năm mới tinh. Con này 2021 mọi người, sản xuất 2021 đây. Tháng 10 2021. Tất cả mấy này là đều nổ hết nha mọi người. Về anh em cố gắng rô đai. Cái này bong bóng nó hơi xước. Vệ sinh. Vệ sinh ở đây là gì? Vệ sinh cái vỏ này để cho mấy cái một số đặc điểm để cho nó dễ nhìn. Đó. Vậy thôi. Chứ còn ở bên trong là nó chưa dùng đâu. Này là 22 luôn này. Này 22 luôn. Tất cả đều là bọc giấy chưa dùng hết nha. Hàng này chưa dùng, hàng gọi là sưu tầm á mọi người. Hàng để sưu tầm. Dùng thì miễn bàn rồi. Dùng thì miễn bàn rồi. Này là hàng này nổ hết nha. Này là máy cưa tin MS460 nổ rất là vip zin hết. Nhìn cái lắc là hiểu chứ mọi người, nhìn cái lắc máy là hiểu chứ. Lắc máy như lắc máy mới mà. Vip lắm. Đáng để dùng, đáng để đồng tiền mắc gạo. Thì những con này thì cái con trước em cũng có báo giá. Đây hiện tại nó về nó chỉ có cái đầu máy thôi nha. Đó. Chỉ có đầu máy và nó không có lâm xích. Đó. Lâm xích thì anh em về mua lâm xích hưu lắp cho nó đẹp. Còn nếu dùng ấy, thì lâm xích nào chả được. Dùng có được. Nhưng mà tại vì con máy nó mới chưa dùng, nó mới quá. Thì mình lắp lâm xích cho nó đẹp, cho nó ngon. Nhìn thấy nó hấp dẫn. Ba con thì bán một con thôi nha. Anh chị cô chú nào có nhu cầu ấy, thì liên hệ, giá cao nha. Em nói là những con máy này ấy, là nó chưa dùng là giá nó cao nha, chứ không nó không rẻ. Còn anh chị cô chú mà muốn biết cái giá thực tế mà ở Việt Nam mình hầu như là kiểu như không có bán nó sao. Cái đây cái mã nó đây, Huana T435 nha. Đó, như là không bán đó nha. Thì anh chị cô chú có thể là search cái mã này trên Google, nó sẽ ra cái giá mà ở nước ngoài nó bán. Cái giá ở nước ngoài nó bán thì tầm 10 triệu, có chỗ nó hơn 10 triệu, mười mấy triệu. Nhưng mà mình phải tính nữa, mình mua ở trang web nước ngoài là mình tốn tiền vận chuyển này. Tiền vận chuyển nó không rẻ đâu nha mọi người. Đó. Vậy nên là anh chị cô chú là nói chung là nó vẫn thấp hơn hơn nửa giá so với giá mới, mà máy thì máy chưa dùng. Rồi anh chị cô chú là có nhu cầu thì liên hệ nha. Rồi hàng này là hàng hàng VIP để sưu tầm, dành cho anh em đam mê.